Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em Long Bùi lại tiếp tục trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi. Và hôm nay em Long Bùi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách canh chỉnh những cái cây đàn mới mà của hàng mới, ví dụ như là Cordoba hay là những cây đàn mà mọi người mua mới, tất cả của nói chung là hàng mới, đa phần hàng mới về tới Việt Nam mình là action đều rất cao. Thì trong đây thì mình đang xếp hai cây Cordoba để tí nữa mình sẽ đi giao cho một người em ở thành phố Thủ Đức, và một cây Yamaha của một người anh mang tới để nhờ mình xếp lại cái action và vệ sinh canh chỉnh ha. Đây em đưa cho anh cây Cordoba trước đi. Thì hôm nay mình sẽ xếp cây Cordoba C7 và một cây GK. Đây mọi người ha, đây là Cordoba C7. Cordoba C7 ha. Cái này thì hiện tại thì đang có giá là 13.900. 13.900. Đó, hộp thì mua riêng ha. Bao thì mua riêng, bao Cordoba. À em lên trên lầu 1 em lấy cái bao Cordoba đỡ tí xuống đỡ bỏ đi giao luôn. Đây, Cordoba. Đó thì cái action của cây Cordoba C7 này á thì nó vẫn còn cao, cho nên mình sẽ xếp lại cái cây đàn này. Như C7 thì cái tiếng nó rất là vang, nhưng mà độ sâu của nó này, độ sâu của nó thì thật sự là nó không sâu bằng những cây đàn của kết thơm của Việt Nam mình. Đó, đây là C7. Nó rất là bổng, tại nó rất là nhẹ, nó làm bằng gỗ ép, cho nên nó rất là nhẹ mọi người, nó rất là nhẹ. Đây quý vị, đây tiếng bass đây. Đó, đây đồ rung. Thì trước tiên á, mọi người muốn xem được, em mở xin cái bao luôn nha. Trước tiên mọi người muốn xem được cái đàn nó cao thì do đâu, thì có hai cái phương án cao. Một là cái cần nó bị cong, nó đưa vào trước, nó cao nó đưa vào trước là nó bị cao dây. Hai thì cái ngựa sâu nó cao quá, nó làm cho action của cây đàn nó lên gọi là cực kỳ cao ha, cực kỳ cao. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem ha. Thì cái cây này thì cần nó đang đưa vào trước ha mọi người ha. Nhưng mà có cái con ngựa này, con ngựa này độ cao của nó rất cao. À cây Yamaha, đây đây là cây Yamaha của anh ha. Cái này là hồi nãy anh đem ra trưa đúng không? Cái này đúng không? Rồi ok, thôi đợi trước cây cho anh đi. Nè. Đang quay clip. Đang quay clip cho mọi người luôn. Đây là cây Yamaha này, cây này là cái gì anh ha? ABX8A, cây này là cần cong rất nặng luôn nè. Cái cây của anh thì nó bị cao dây ở phần đoạn giữa, nó cong rất nặng, nhưng mình cũng đã chỉnh xong rồi. Để mình sẽ đây là mình thay cho anh bộ dây mới luôn. Cái cây này thì nó có hai phương án, thì cái ti nó nằm ở phía trên này, thì có hai phương án thì một thì hàng ngựa, hai cũng chỉnh thôi. Thì những trường hợp đó cong thì có hai phương án đó thôi. Thì cây của anh là xử lý đường cong ti ha, cái này là ti ti xấu. Cái cây của mình là dùng ti xấu thì đã ví dụ như những cái cây mà nó đặt dưới á, thì khi nó cong về trước á, nó gọi là cong về trước này á, thì mọi người chỉ cần bẻ qua qua hướng của cái dây một á, đó tùy theo cái độ cong của nó, đỡ cho mọi người cái đó còn dựa vào cái kỹ thuật của cái người thợ ngắm cần nữa ha. Thì tầm nếu mà nó cong nhiều á, tầm khoảng 3 tua, mà nếu mà cong ít á thì nó khoảng 2 tua. Cho anh cái máy bấm vít đi, 2 tua. Nó nói chung là nó dựa trên rất là nhiều nhiều cái vấn đề, cho nên cái đó là phải dựa trên cái kỹ thuật của người thợ làm để cho mình gọi là mình điều chỉnh cái hướng cần nó được tốt nhất, mà khỏi phải đụng tới ngựa ha. Tại đụng tới ngựa rồi á, thì nó dính tới rất là nhiều vấn đề đó. Đụng tới ngựa thì nó đụng tới cái đường ray thạch anh rồi này nọ nữa.
Thì đang tí nữa có làm hai cây cột đô ba này để giao cho khách luôn, mà cũng phải tranh thủ cây của anh trước nè. Mình sẽ lên thì tiện có anh là ở đâu anh? Thủ Đức luôn. Sao anh biết bên em? Quang hả? À Quang hả? Nhật Quang hả? À Quang vậy nè, anh giới thiệu qua đây hả? Cái này chỉnh ti này đòi hỏi người thợ họ gọi là chuẩn uy tín. Em trai thợ mình nó quặn 3 tua rồi nhưng mà nó cảm thấy không ăn thua cho nó cũng sợ. Nhưng mà mình là mình riết ti kinh khủng. Tại vì khi mà bạn quặn qua 3 tua rồi mà bạn thấy cần nó không nhích nhích á là sợ lắm. Bên được luôn á. Đây. Anh thử đi. Mình sẽ cho anh em xem được khách nha. Ok chưa? Ok. Ok. Dạ. Vậy hả? Lấy ở đâu anh? Cái này của anh là tên bạn. À bạn hả? Ok, tuyệt vời. Quay điện thoại quay lại của anh đây. Dây đàn là dây đàn của anh hả? À dạ, đúng rồi, cái bộ dây của anh đây. Cái bộ dây Dosago. Dosago, dây này rẻ mà. Cái này là size 11. 11 năm 2. 11 cái đó là 11. Cây của anh cũng phải size 11 thôi, size 10 không được. Size 10 tiếng nó lép. Rồi luôn rồi, cây của anh xong rồi. Xong rồi. Ok. Set up xong hết rồi. Ok. Đây số tài khoản anh 100.000 anh ha. Rồi cho anh mượn lại cây cọc số 3 đi. Dạ đây nè. Mình chỉ setup lại vệ sinh thay dây đồ hết cho anh. Nhẹ nhàng, xong. Hứa với anh chiều nay xong phải làm trước. Giờ mình quay lại trở lại với cây cột đô ba ha. Thì cây cột đô ba này thì cần nó bị cong về trước cho nên sẽ không đụng tới ngựa mà vẫn có một cái action nó gọi là thoải mái ha, đẹp ha. Đó, ví dụ như mình đưa ti này, mọi người thấy ti nó lỏng nhẹ không? Đó. Đó, cần rất thẳng luôn.
Dạ không, làm lại hết cho anh nữa. Cái đó anh về anh chơi thôi, chứ cái đó không có đụng gì tới cái đó. Vợ sinh đồ hết rồi. Nhẹ nhàng lắm. Nói chung là cái này là mình hướng dẫn cho mọi người để mọi người canh chỉnh những cái đàn ở nhà, nhưng mà đặc biệt phải ngắm được cái cần. Ngắm được cần đó cho nó tương đối giữa ngựa đầu và ngựa sâu này, để khi mình bấm nó không có bị rè. Ví dụ này. Đó, nó đơn giản lắm để mình chỉnh. Còn ví dụ như mình hạ ngựa, ví dụ cây này thì cái ngựa sâu của nó là nó làm tới cao này. Cây này nó làm tới có cái thước đâu. Cái thước ngắn của anh đỡ đâu rồi ta? Để mình xem cái này nó làm tới cao đó. Cái này tới 6 ly. Cái ngựa xương này dư ra tới 6 ly. Bình thường là 3 ly là chuẩn rồi. Cái này 6 ly, cái này là nó làm dư quá nè. Tại vì biết sao, lúc gắm cần á, cái cần với là cái ngựa này á, nó không tương đối. Cái ngựa này á, nó sát quá rồi. Cái ngựa này nè, bình thường mình đỡ một cái thước như thế này nè, thì cái ngựa này nó sát quá rồi, nó đụng cái dàn tuốt luôn, nó không có phải có một cái độ hở khoảng 1.5 ly đến 2 ly. Mình lên ngựa nữa là vừa. Bây giờ cái này là nó sát tuốt luôn, cái tuốt với là cái ngựa này nó làm sát luôn đó. Ví dụ cái này này phải đôn ngựa này thật là cao thì ngựa này mới gánh được. Cái này mà lỡ mà bị dính vào mà cắt EQ là con ngựa này không có chịu nổi được cái lực của ngựa này. Ok, cái này xong, đợi anh vừa sinh lại ở đây cái. Đây nè, chai xịt bóng gỗ lấy cho anh luôn á. Đây. Mình quay thực tế ở chỗ mình làm luôn. Đó, nhiều khi mình quay có khách họ vào, họ lấy cây của họ luôn. Mình canh chỉnh luôn. Canh chỉnh hết rồi, định hướng dẫn cho mọi người, để mọi người canh thôi. Cho nó là... Mấy anh tới, mấy anh lấy. Đó, cũng anh em chơi rồi biết rồi giới thiệu tới mình. Đẹp chưa? Rồi. Cái này đỡ vô, bọc cái ấy lại cho người ta. Hả? Mình canh hết rồi, đợi tí cho người ta cái bọc cái miếng ở ngoài luôn đó. Rồi em đưa cái này trước đi đã, anh xử lý cho mấy xong mấy cái đàn cái đã. Đây là cái gì? GK Studio. Cái này là 13.900. Anh em nào cần mua những cái dòng cọc ba này cứ inbox mình ha, sẽ được mình sẽ làm cho mọi người. Mình sẽ đưa về cái mặt hàng cho mọi người của những cây đàn guitar mà hàng mới, ví dụ cọc ba Martinez, mọi người cần mã nào mình đưa về cho mọi người được cái giá nó tốt nhất ha, tốt nhất cho mọi người luôn. Đây là dòng cọc ba GK Studio. Cây này thì cần nó cực kỳ kém luôn. Cây này thì cần nó bị giặt cái đoạn này, đoạn phím 7 đến phím 10 này, bị giặt đoạn này. Cây này thì action nói chung là ha, mình nói có sai đâu, tới cái đoạn này bị rè nè ha, nó bị giặt là chắc chắn là bị rè rồi. Chán thiệt. Cần đã đưa về trước rồi mà vẫn bị rè. Cái này không giao được rồi mọi người ơi. Cái này
mình phải chọn lại cây khác cho khách rồi. Đó, ví dụ như mà mọi người mua ở các chỗ khác và là bị dính trường hợp này á, là phải là coi như cây đàn mình là mười mấy triệu là coi như là đi toàn. Cái này lông bùi chỉnh cũng không được luôn. Đó, cái này chỉ có cái phương pháp gọi là cực kỳ khó thôi. Bây giờ mà đưa cần thẳng về đúng không? Đưa cần thẳng cho nó thẳng về một tí. Rồi phải canh ngựa, ví dụ cây này nó khác ha, nó ngựa này, cái này nó dư ra đúng như mình nói nè. Đúng như kỹ thuật mình nói là cây này mà đôn lên nữa nó rất cao. Đôn lên nữa nó rất cao. Rồi, cây này thì không giao được nha. Rồi, bây giờ cây này thì chỉnh cần cũng không được luôn. Rồi, xin kết thúc clip ở đây. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình đã hướng dẫn cho mọi người công trước, công sau. Ví dụ mà cái ti nằm trên thì nó sẽ chỉnh ngược với ti nằm dưới ha mọi người ha. Nhiều khi mình phải ngắm được cái cần của nó để mình điều chỉnh trên cái đàn ha. Rồi, em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người và xin hẹn mọi người trong những clip sau của em Long Bùi ạ.